lâu hôm quay ở đây thì lâu lâu hôm quay ở đây ban ngày mà vẫn chưa có cái hàng đôn này, cái hàng kệ sắt này. Đấy, hôm nay đến nhà anh Việt. Hôm qua thấy anh Việt giao lưu ở cái làng đấy. Lại lúng cho ông em cũng tên là Việt đấy. Ông em hay hỏi em. Đấy, cây cơm nguội. Cây cơm nguội, cây xếu, đúng hàng độc lạ, hàng độc đáo đấy. Cây này xem tận mắt cho sướng. Sạch sẽ. Tham quan sạch sẽ nhá. Đây là cái thân cốt liền lạc già. Đấy, cây này thì chỉ có tự nhiên mới làm được ra thế này thôi. Như tự nhiên này. Hàng hốc, hàng hốc. Hàng hốc. Rồi. Đấy. Xem cái sung con ạ. Đấy, một vòi, một chùm quả đấy đấy. Một chùm quả đấy đấy. Quả rất to. Thế nó mới buồn cười, nó mới hay. Nó mới thay chậu rồi nó. Nó bị rụng hết quả rồi. Em đích thích cái chậu này. Chậu này bóng bẩy các bạn nhỉ. Được, có khi anh ấy thích ốc này. Cái sung lạ, cầm sung cầm tay. Cảnh này bị làm sao yếu yếu. Đó. Rất hay ho. À đâu, cây dưới, à cây dưới đây. Cây dưới mang vân làm đá kìa. Cây si này hôm mới bắt về nhìn. Đúng là nhìn ảnh nó không ra. Trực tiếp thấy hay. Đây này. Giật cái tán này thì vẫn sẽ hoành ở đây nhưng mà giật lại một tí. Nếu mà muốn đẩy tay hoành này ra đây thì phải lái toàn bộ cái quả này ra đây một tí. Nếu không thì mặt chậu lại phải như này. Đúng không? Hơi bị lệch mặt chậu thì xoay lại một tí. Nó phải như này. Đấy, đang trồng như này. Đây này chắc phải cao tới 40. Mày dễ phun là khiếp. 50. Làm lại cái ngọn với cái tán hoành một tí là được. Làm được cái sẹo hạ cút của cái tán hoành nó mềm lên một tí. Dễ chống này cắt phẳng nữa đi, cắt cái kia vẫn hơi đuối. Cắt cái kia vẫn hơi thừa. Nhìn được cái cốt vách, cả cốt và vách nó già. Toàn đất Nhật nhé. Đấy, cục này 5 mấy đồng. Mấy? 5 mấy. 5 mấy. À đây, vừa lấy hôm trước đây. Đấy. Tí nữa hỏi lại. Chắc hôm em cũng hỏi nhưng mà cái này phải xếp lại. Mấy clip để dối quá. Đang lợp bro đây. Lợp bro. Xếp lại hết. Cái này mình mất hàng tuần. Mỗi hôm chỉnh một tí. Xong rồi thay đất, thay chậu cái này đi. Chậu chữ nhật. Cứ chịu chữ nhật mà vã. Em rất nhất. Thích chữ nhật. Cây gì cũng hợp. Nó vào đúng rồi, nó vào nó hợp. Nó cái chìm trực, mọi cái làng thì phải chữ nhật. Bầu dục nó hơi hiểu lạ. Đúng rồi, yếu. Nhiều là chữ nhật đứng thành. Hay là cái tính mình thế. Anh cũng thích chữ nhật. Cứ trồng chữ nhật rồi. Dễ, cực kỳ dễ. Rồi, trồng cái gì cũng được. Chơi cây cảnh. Cây làng đang lợp bro. Kể cả bó bọ này em không thích. Nhìn nó cũng hơi yếu. Ấy nhìn chậu đá vuông thành sắc cạnh ngon đấy. Cây cối dưỡng tốt phết đấy anh. Mướt. Cây khỏe. Mướt mà cái sân như này cơ mà. Đây là ngoài trời luôn này, quá đẹp.
Mưa thoáng, chẳng có bên nào che. Mưa nắng tự tại. Đấy. Sang bên mình còn có sâu xia rồi bọ trĩ đầy, hôm qua mới phun được bọ trĩ. Sân này bây giờ đưa lên diễn đàn là mơ ước lắm ấy. Ít ông nào có cái sân như này. Ít người có sự. Về cái diện tích thì nó cũng khá lớn. Cái thứ hai là về cái không gian bày trí nó dễ, nó khá là dễ cho bày trí. Đầy quá dễ. Chứ nó không phải là vuông một phát mà nó có những cái mái vẩy, mái loe này hay. Sân chữ L. Đấy, nhà chữ L đấy. Khu này mà bày dàn mini cũng được. Sau có một cái làng này hoặc là một cái làng nào đó thật rộng bóng để giữa này. Cho một cây về. Chủ đúng không? Đúng rồi. Giữa. Chính điện. Cây kia thì không đảm đương được. Cây kia chỉ hàng rào. Hai bên hai ông rúa trầu hai bên ấy cũng là chơi bộ. Một cái trực làng ở giữa. Hai ông rúa rúa trầu hai bên. Ấy. Cứ đến nhìn thấy những cái sân này mình lại máu có cái nhà to nhỉ. Khổ lắm. Vậy. Khổ lắm. Đấy. Xoay. Nguyết rồi. Đấy. Rồi. Vừa sau cái này đẹp. Cái gì đẹp. Đấy. Bay. Rất khoái cái cơm nguội này. Đúng rồi, này phải sạch sạch ra mình lựa nó dễ. Phải cắt hết lá thì mình lựa dễ. Trước em cũng từ quê. Quê đó mà quê. Hôm ấy xuống lá hơi mỏng nhỉ, anh nhỉ. Ơ con này tưởng em tưởng bê người ta bê đi rồi anh. Cái này mặt nạ cũng đẹp. Cái này mặt nạ cũng đẹp. Sạch sẽ. Đấy. Đến mùa thay lá thì thôi rồi. Thôi rồi đẹp. Ở nhà anh cũng phải dùng cái vòi co giãn này để kéo ra kìa. Để sinh khu vào. Đúng rồi, mình không gian nó gọn. Cây này hôm trước quay đây rồi. Cây này không bắt lại được mà. Đấy. Em tưởng ông ấy đưa cây này đi rồi. À đây. Giữ lại nhốt. Đây cái cốt này không cắt bự nhỉ. Bự ra mà. Đi xuống đi, ngay dưới. Xuống đi em ơi, tối rồi. Ok anh, đi, xuống thôi. Thế thôi, không gian đẹp quá, còn xuống nhiều rồi. Nốt cây sâm hương này cái. Nốt cây sâm hương, xuống để nhậu thôi. Con đấy em là cái vòi xịt cho nó xịt 2 lần rồi.
Anh em toàn người đi với nhau cả cho nên là dịch bệnh thì không sợ cả. Vì là anh em cũng rất là ý thức mà mình thường đi với nhau các bác cho nên là cũng không đi ra ngoài. Cái cần thăng đẹp. Đấy, Sam Hương này. Rất mướt, nhìn mướt. Thấy không? Nhìn cảm giác mình muốn ăn đi các bác nhỉ. Rồi ok, cảm ơn các bác. Sẽ còn nhiều dịp quay lại cơ mà. Sân chơi của anh Việt ở dưới xóm các bác nhé. Đang dần đi vào chất lượng. Quan trọng không gian và cái bắt cây khá là tốt. Cây rất đẹp. Rồi, hẹn gặp lại các bác ở video mới tiếp theo.